Hôm nay em về được thêm một cặp EV các bác này. Đây là cặp loa karaoke ha, bass 25 và một chép kèn. Đấy, và phía trước này thì em có về được một cặp loa Victor bass 20. Đấy, và cùng với đó là hai đôi vỏ loa ha. Đấy, vỏ loa của Pioneer 3 đường tiếng. Rồi, đầu tiên em quay cho các bác xem cặp loa này trước này, cặp Victor. Đây, cái model đây ha. Victor BS S207B này. Đây, đây là những cái ốc e-căng ha. Em mở em bỏ đây cho nó khỏi lộ. Rồi em đọc cái thông số cho các bác xem. Đấy, loa thì công suất một thùng là 240W ha. Trở kháng 8 ohm này. Và made in sao băng đây. Đấy, hàng Nhật nồi ha, cầu loa phía trên luôn. Cặp này về thì cũng hơi xuất sắc các bác xem này, ở phía trên ha. Đấy, hàng bãi Nhật về cho nên là nó hơi xước xước. Rồi, đây là cái e-căng phía trước đây. E-căng thì còn đẹp lắm. Logo đầy đủ ha. Rồi, và đây là những tuyến loa. Cặp này thì các bác hát rất là sáng tiếng này. Đấy, tiếng của nó rất là sáng ha, dòng Victor này. Đây, một bass 20. Bass 20 gân vải ha. Tất cả là hàng nguyên bản hết và hai cái chép đom các bác này, hai chép đom hai bên ha. Đấy, hai chép tiếng cực kỳ sáng luôn. Hai lỗ thông hơi này. Dòng này bass khỏe này và quan trọng là tiếng của nó rất là bay ha. Giá thì rất là mềm thôi. Đây, cái thứ hai đây các bác xem ha. Hai chép đom hai bên, một bass 20. Rồi, và tiếp theo là phía sau. Đấy, trong cái tầm tiền thì các bác chơi cặp này karaoke rất là hay. Hàng của Nhật ha. Đây, phía sau thì nó hơi xước sát như vậy ha. Đấy, nhưng mà tất cả thì còn nguyên bản hết. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong những cái củ loa bên trong ha. Rồi, bên trong các bác này, đấy, một cái củ từ đôi ha. Cũng khá là to và tất cả là nguyên bản hết, chạm loa đây. Và cái phân tầng đây các bác này. Đấy, phân tầng loa bên trong ha. Đấy, chỗ này nó hơi tối. Đấy, phân tầng loa đây, bông tiêu âm. Rồi, củ từ. Đây là củ loa chép này. Đấy, củ chép đom rất là to các bác xem. Sắt xi 7 màu hết ha. Rồi, phía trên có một cái tem CVC da băng này. Đấy, hai chép hai bên. Tất cả là hàng nguyên bản hết ha. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, tất cả là zin hết và hát tốt rồi. Cặp này thì em bán là 3.4 triệu ha. 3.4 triệu cặp này là em bao ship này. Đấy, 3.4 triệu là các bác được cặp loa karaoke rồi. Của Nhật. Rồi, và tiếp theo là cặp loa EV Bass 25. Đấy, Bass 25 ha. Một chép kèn phía trên này. Cặp này thì các bác chơi cực kỳ hay luôn. Đấy, tiếng của nó ha. Hàng EV của Mỹ thì các bác khỏi chê luôn. Rồi, đây là phần e-căng em tháo ra trước này. E-căng đây ha, không có một vết lủng nào hết. Đấy, cái model là EVSL12-2V này. Đấy, model ha. Đây là cái thứ hai đây. Những cái lỗ này lỗ ốc e-căng các bác này. Ốc bắt e-căng ha. Và cái loa này thì em để như vậy mới quay được cái thông số ha. Thông số nằm phía trên đây. Đấy, em phải để cái này ngược lại này. Này các bác xem nó bị ngược ha. Còn các bác để đúng chiều thì để như vậy cũng được. Đấy, bát ở dưới chép ở trên ha. Rồi em quay từng cái cho các bác xem này. Rất là đẹp. Đây cái chép ở dưới đây ha. Và một bát 25 gần vải ha. Đấy, nó siêu đẹp luôn các bác. Mảng loa. Đợt trước em có bán hai cặp ha. Cách đây tầm một tháng em bán hai cặp. Đây các bác gọi rất là nhiều, dòng này hiếm. Đấy, EV Mỹ thì các bác khỏi chê rồi, nó về chất âm ha. Chất âm, chất lượng này các bác không cần bàn tới luôn. Cặp này về còn đẹp lắm, các bác có xem này. Bên hông này kia còn rất đẹp ha. Đây là hai cái lỗ ốc treo tường. Rồi, và đây là cái thông số đây. Đấy, các bác xem Made in USA ha, sản xuất tại Mỹ này. EVSL12-2V ha, cái model đây. Cái chạm loa thì các bác cắm đây này. Đấy, nó có đề cộng trừ ha, các bác có chọn cái dây vô đây. Cộng trừ này. Đấy, Made in USA ha. 200W một thùng, 8 ohm. Đấy, các bác chơi cặp này thì nó phải chấp hai cặp bốt 301 ha. Một mình cặp này nó phải hát to bằng hai cặp bốt 301. Mà tiếng nó còn sáng hơn nữa. Bass khỏe ha. Bass 25, bass rất là khỏe. Trùng chép thì cực kỳ sáng luôn. Các bác karaoke hoặc là nghe nhạc đều hay. Đấy, mà giá thì cũng hợp lý. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong nội thất ha.
đây là cái củ từ của loa bass này các bác này. Đấy, cũng khá là to ha, cho ra tiếng bass khỏe. Và tất cả là còn rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp ha, chạm loa đây. Củ từ lớn ha. Rồi bên trong là bông tiêu âm này, bông tiêu âm và phân tầng bên trong ha. Phân tầng nằm tiếp bên trong các bác. Đấy, phân tầng EV luôn. Rồi và đây là củ loa chép đây. Đấy, củ chép EV. Rất là xịn sò cho các bác chơi ha. Và còn rất đẹp, các bác xem mới tinh. Đấy, bên trong. Rồi các bác cùng xem ở phía trên nó có một cái tem ha. Ghi DH3 này, cái model của chép 8 ohm ha. Electro Voice EV này, đấy, Made in America các bác ha. Đấy, hàng Mỹ. Rồi các bác vừa xem qua tổng thể cặp EV ha. Em cũng xin báo giá các bác luôn. Tình trạng là đẹp zin hết. Đấy, cặp này là 8.8 triệu ha. 8.800 triệu là em bao ship toàn quốc này. Đấy, hay hơn Bose 301 CD3 rất là nhiều ha. Mà giá rẻ hơn nữa. Đấy, chơi nó mạnh hơn, tiếng sáng hơn. Đấy, 8.800 triệu bao ship cặp này ha. Rồi và tiếp theo là hai cặp vỏ loa. Hai cặp vỏ loa cho bác nào mua về mình chế cháo ha. Cho giá nó mềm lại. Đấy, cặp này là cặp Pioneer F45. Đấy, phần e căng trước thì các bác xem qua này. Nó hơi sức sức chỗ này tí xíu ha. Đấy, logo Pioneer các bác này, ở dưới ha. Rồi tiếp theo là bên trong những cái lỗ. Đấy, các bác mua về mua thêm loa rời gắn vào ha. Cặp này thì rất là rẻ thôi, có 1.2 triệu à, mà đầy đủ hết rồi. Ốc rồi phân tầng, bông tiêu âm đầy đủ ha. Nói chung nó chỉ thiếu ba cái tuyến loa thôi. Bass 25 các bác này, bass 25 ha. Bông tiêu âm bên trong là cực kỳ dày luôn, rất là nhiều luôn. Hai tinh chỉnh mid chép này, đấy, loa mid này, loa chép này. Và cái phân tầng rất là gấu bên trong. Đấy, nó hơi tối các bác. Phân tầng bên trong ha. Rồi, cặp này thì tổng thể cũng còn đẹp. Đây, quay xung quanh cho các bác xem. Tổng thể thì cũng còn đẹp lắm. Rồi, đây là phía sau ha, phía sau cặp này, F45 này. Tuyệt vời các bác, phía sau tuyệt vời ha. Cũng có sức sát nhẹ nhẹ thôi, hàng bãi dành về. Rồi, đây là cái thông số phía sau này, hai cái chạm loa đây. Pioneer CS F45 ha. Đấy, 60W 8 ohm này, Made in Sa Băng. Rồi, cặp vỏ này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Cặp này thì em bán là 1.2 triệu ha, 1.2 triệu. Đấy, 1.2 triệu các bác. Thùng Nhật luôn ha, tất cả bên trong đầy đủ hết. 1.2 triệu bao ship. Rồi và tiếp theo là cặp F700, cặp này thì nó to hơn một xíu ha. Nó cao hơn một xíu nhưng mà nó vẫn là ba đường tiếng bass 25. Đấy, đầu tiên là e căng còn đẹp lắm. E căng cặp này đẹp ha, xuất sắc luôn. Nhưng mà thùng nó không được đẹp bằng cái cặp 45. Này, bên trong đây. Cũng ba đường tiếng ha, bass 25. Cặp này thì nó chạy xước hơn. Đây, như mấy chỗ này nó hơi xước xước này. Bass 25 ha, cũng có tinh chỉnh mid chép này. Đấy, về các bác mua loa rời gắn vào. Rồi, phía trên thì cũng không có bị cắn móp ha. Bên hông này. Phía sau thì nó hơi xước hơn cái cặp kia. Đây các bác xem phía sau ha. Hơi xước xước hơn này. Đấy, cặp này nó xước sát hơn là cái cặp 45. Giá nó sẽ mềm hơn ha. Rồi, đây là phía sau cái thứ hai đây. Đấy, nó hơi xước sát những cái chỗ này ha. Rồi, thông số là các bác này. Pioneer ha, F700 này. 60W 8 ohm, Made in Sa Băng đây. Rồi, cặp vỏ này em cũng xin báo giá với các bác. Cặp này là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng, cặp này là em bao ship này. Đấy, cái bộ phân tầng nó rất là giá trị ha. Phân tầng 3 đường tiếng á. Đấy, cặp này 1 triệu đồng ha, là em bao ship. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 38 48 42.